các bạn, cuối cùng thì tối nay mình vẫn phải đi xe ô tô từ Hà Giang đi xuống dưới Phú Thọ, để ngày mai mình sẽ đi xe từ Phú Thọ đi vào trong Sài Gòn để về nhà. Bởi vì nói thật sự là mình rất là áy náy trong cái việc cái đám tang, mặc dù mình đi về muộn một chút nhưng mà có mặt cũng vẫn còn hơn. Bởi vì nói thật sự mình là rể mới ở trong đó mà các bác rất là quý mình, anh em ai cũng quý mình. Thì mình không về kịp được rồi thì mình về chậm 1-2 ngày thì cũng không sao. Chứ hiện giờ thì bà xã mình đã bắt đầu chuẩn bị lên máy bay rồi. Thì hôm nay rất tiếc là mình không thể mua được cái vé máy bay nữa. Mình hỏi mấy cái chỗ thì đều là không có vé của cái chuyến hôm nay nữa. Phải ngày mai, mà ngày mai thì không kịp nữa thì thôi thì mình sẽ đi ô tô. Đây thì mình sẽ đi về tới Phú Thọ. Trưa mai mình cũng từ Phú Thọ đi thì cũng vào bắt 2 ngày 1 đêm thôi thì là sẽ vào đến nơi. Hiện giờ ở trong bến thì cũng có rất ít người đi, chắc là xe chủ yếu đón khách dọc đường. Để các anh em mang người Mông ở trên này mà cũng biết đi về tận dưới Hà Nội để đi làm thợ xây này. Bởi vì cuộc sống trên này giờ nó rất là khó khăn nên mọi người đều phải đi kiếm ăn ở khắp mọi miền. Như cháu làm dế được mấy năm rồi? Năm thứ mấy rồi? Xây được mấy cái nhà gì đấy rồi? Nhà á? Ừ. Làm thợ hay là làm phụ? Làm phụ. Thợ phụ thôi gì? Mỗi ngày được bao tiền? Bao nhiêu? Một tháng là bao tiền? 7 triệu. Tháng 7 triệu. Họ nuôi cơm? Nuôi cơm mình chứ? Thì ở nhà mình thì chả có việc nhỉ? Trên nhà mình giờ thì ngô nước thu hết rồi gần đâu? Bây giờ lại chơi đến Tết nhỉ? Đến Tết mới lại trồng tiếp. Đến mùa xuân lại trồng tiếp. Chú ở trên vùng cao này thì chú cũng thuộc lắm. Đấy, bến xe Hà Giang giờ thì toàn xe chất lượng cao thôi mọi người ạ. Toàn xe rất là đẹp, cung điện di động với các cái. Chứ cái thời kỳ mà Đồng Hải đang làm xe ở đây ấy, thì nó thật sự là toàn xe chất hàng cao. Nhưng mà lúc ấy nó còn tự do, xe ít, khách đông. Có những chuyến xe của mình 51 chỗ mà chất vào dưới 110 người. Thật lúc ấy đi cũng là vất vả, đường nó xấu, xe nó xấu thì vất vả quá nên Đồng Hải mới nghỉ với bán xe, không hoạt động nữa. Chứ còn như những xe giờ đi thì còn những xe đẹp này. Thật sự là hành trình của mình hôm nay đi cũng tương đối là vất vả đấy. Hôm nay nửa đêm thì mình sẽ về dưới Phú Thọ. Mà xe nó cũng không vào trong trung tâm của thị xã. Nên mình sẽ phải xuống chỗ ngoài đường, ngoài phố hộ. Mình sẽ thuê phòng nghỉ để mình ngủ. Đến ngày mai mình mới đi vào trong Phú Thọ. Mình mới lên cái xe của em mình ở Phú Thọ đi Sài Gòn. Bây giờ thì Đồng Hải đã lên trên xe của nhà xe Quang Nghị rồi. Cũng chưa biết là mấy giờ mình về đến Phú Thọ. Chắc là cũng tương đối là khuya đấy. Đi đâu anh? Hôm nay thật sự là mình đi cũng tương đối là mệt. Sáng nay thì mình mới chạy từ trên Yên Minh về. Lâu mình không đi, với cả trong cái tối hôm qua mình không ngủ được nữa thì làm ra cũng tương đối là mệt. Bây giờ xe đã có một số khách rồi. Bây giờ thì đã là 21:14, cũng chưa biết là mấy giờ thì xe sẽ về đến Phú Thọ đây.
gần 2000 km nữa. 2000 km nữa thì mới vào đến nơi. Bây giờ thì cũng đã là gần 2 giờ sáng rồi. Giờ thì Đồng Hải mới đi đến nhé, chỗ ngã ba Phú Thọ. Bây giờ thì Đồng Hải đã vào trong một cái nhà nghỉ ở đây để nghỉ. Rồi sáng mai Đồng Hải sẽ tiếp tục đi xe vào trong trung tâm, để đi xe từ trên Lào Cai xuống. Xe từ trên Lào Cai xuống thì là xe của em mình. Hiện giờ thì bà xã mình đã đi về đến nhà rồi. Cũng rất là mừng là bà xã mình đi thuận buồm xuôi gió. Bây giờ thì mình sẽ nghỉ ngơi ở đây đã. Nghỉ rồi sáng mai tiếp tục hành trình. Bây giờ thì đã là 7 giờ 22 phút rồi. Đồng Hải vừa mới dậy thì chuẩn bị để lên đường. Bây giờ mình sẽ đi ra phòng để tiếp tục đi vào trong Phú Thọ đã. Cuộc hành trình của mình thì còn tương đối là dài. 2 ngày 1 đêm nữa mới vào đến Sài Gòn. Hoặc là còn từ Sài Gòn quay về trên Bảo Lộc nữa cơ. Nói chung là cũng còn tương đối là mệt. Thế mà ngoài trời cũng đã rất là sáng rồi. Bây giờ thì mình đã làm thủ tục trả phòng. Bây giờ mình tiếp tục lên đường. Dạ. Và xin chào gia đình nhá. Dạ. Còn ở đây có xe buýt thì vào trong thành thị xã gì nhỉ? Anh ạ. Dạ, em đứng đồng đây ạ. Dạ vâng, vâng. Đi vào đấy xong còn đi vào trong Sài Gòn. Ờ, xin chào đồng chí nhé. Bây giờ thì Đồng Hải tiếp tục cuộc hành trình. Hiện giờ thì mình đã về đến thị xã Phú Thọ rồi. Còn lúc nữa thì xe mới đến. Mình tranh thủ để đi ăn sáng đã. Thật sự từ hôm qua giờ cũng nhịn, không ăn gì cả. Bởi vì không có tâm trí nào để ăn. Đây là một bát bún mọc rất là ngon mọi người ạ. Đồng Hải mời tất cả quý khán giả cùng ăn sáng với Đồng Hải. Xe đã từ Lào Cai về đến Phú Thọ. Bây giờ thì Đồng Hải tiếp tục cuộc hành trình đi vào trong miền Nam bằng chuyến xe Ngọc Hưng đây. Xe này cũng tương đối là đông. Bây giờ thì chuyến xe đã bắt đầu rời Phú Thọ rồi mọi người ạ. Ở xã thì vừa gọi điện ra bảo là đang bảo con dâu xem đặt xem có cái vé máy bay nào, nếu mà có vé thì Đồng Hải sẽ xuống sân bay Nội Bài để bay vào, còn nếu không có thì đành chấp nhận đi vào, bởi vì nếu mà mình vào thì sẽ bị muộn. Hiện giờ thì xe bắt đầu lại tiếp tục quay vào đường cao tốc. Đây chạy từ đây về đến Nội Bài. Xe lại tiếp tục ra chạy vào trên quốc lộ. Chết thì bỏ đâu biết đấy. Đồng Hải rất là sốt ruột nhưng mà không biết làm sao được. Vẫn chưa thấy có hồi âm là xem có vé máy bay để đi không nữa. Đang đi qua sông Hồng, đi trên cây cầu Thăng Long.
phía trước mặt mình là trung tâm của Hà Nội rồi. Phía bên dưới kia là cái cầu đẹp nhất Hà Nội, đó là cái cầu Dê Văn Nhật Tân. Trên đường cao tốc trên cao ở trong trung tâm nội đô của thành phố. Đây là đoạn đường cao tốc trên cao này, chạy từ cầu Thăng Long thông ra đến Pháp Vân. Đấy, ghế VIP này. À, giường VIP nhé, giường VIP. Chính làm cái đó hay á. Làm cái đó ngon hơn cái này. Làm duỗi chân thoải mái, nằm ở trong giường này. Trong khu ngủ được nhá. Có mang chặt xe được xe này chật cứng. Lâu lâu phải được chuyến no khá chứ. Đi đến thành phố Ninh Bình rồi, chắc là sẽ dừng nghỉ ăn trưa ở đây, bởi vì giờ cũng tương đối là muộn rồi. Căn bản đi cao tốc này nó cũng tùy theo từng điểm dừng. Có làm ảnh chưa? Sao không tìm thấy ở trong ấy à? Con gọi bác Vương, bảo ông Vương bắn nó chung về, bắt đầu lại về lại chịu của anh thì làm sao? Bảo Vương ấy, bác Vương bảo bác Vương bắn chụp cho thì nó siêu hơn, chứ cũng mình cũng chẳng biết làm thì sao? Con bảo bác Vương chụp cho cái ảnh mẹ cho thờ và thờ bà để cho cháu vào trong rửa trước. Đến Ninh Bình à? Hiện giờ thì xe đã đến thành phố Tam Điệp. Bây giờ sẽ dừng ở đây để ăn cơm. Hôm nay nói chung đi cũng tương đối là mệt. Hôm nay đồng hải mấy ngày vừa rồi là cũng mất ngủ. Mấy hôm nay thì ăn uống cũng rất là thất thường. Nhà xe đã dừng ăn uống xong rồi. Cuộc hành trình của đồng hải với hành khách lại tiếp tục. Bây giờ là 15:58, xe đang đi vào giữa trung tâm của thành phố Vinh. Đây là con đường tránh thành phố. Phía bên tay phải là con đường đi vào trong Nam Đàn quê bác. Xe đang đi qua trạm thu phí Bến Thủy. Qua khỏi cái cầu này thì chúng ta đã đến địa phận của tỉnh Hà Tĩnh, quê hương của cụ Nguyễn Du. Hôm nay ở đây thì rất nhiều sương mù, trời cũng đã gần tối nhưng mà sương mù rất nhiều. Đây là cây cầu Bến Thủy mới. Tiếp tục qua hết một tỉnh nữa, bắt đầu sang một tỉnh mới.
xe đã đi đến Kỳ Anh của Hà Tĩnh. Bây giờ đã là 19 giờ 13 phút. Thì qua khỏi địa phận của Kỳ Anh thì sẽ sang đất của Quảng Bình, nơi mộ của đại tướng. Đây thì bây giờ cũng rất là đẹp. Khu vực của Kỳ Anh đây bây giờ nó là một cái cụm công nghiệp lớn. Về 9:27. Hiện giờ thì xe đã đến cuối cầu Kỳ Anh. Đây là bữa cơm thứ hai trong ngày. Quán cơm đây cũng rất là ngon. Quay phim. Hiện giờ thì các hành khách đã đang ngồi ăn rồi, còn nhà xe đang đợi một chút nữa. Đây thì các món ăn rất là ngon nhé, trứng, cá, lạc. Nói thật sự càng đi vào phía trong này thì các nhà hàng phục vụ tốt hơn ở phía ngoài Bắc. Đây thì xe đỗ thì toàn những cái quán uy tín thôi. Đây bán rất nhiều các hàng đặc sản của Hà Tĩnh. Đặc biệt thì ở đây có cái đặc sản cu đơ. Đây, bữa cơm của anh em nhà xe mình đây. Thì là cả có rất nhiều món ngon, còn có mực tươi này, bò, tôm, trứng rất là ngon, ngon tuyệt vời luôn nhỉ. Thì càng vào phía trong khu vực này thì các quán ăn phục vụ càng tốt hơn rất nhiều so với ở phía ngoài miền Bắc kia. Kể cả hành khách nha, cũng được phục vụ cũng rất là tốt, giá cả bình dân. Đấy, con tôm rất là tươi, tươi đói luôn. Bây giờ thì đến bữa cơm tối rồi này. Hôm nay thì ăn cơm ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Rất nhiều món ngon mọi người ạ. Bò tươi này, tôm tươi, mực tươi luôn. Cơm tối cũng đã xong rồi, xe lại chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình. Mình chắc chắn là sẽ nhanh nhất cũng phải trưa mai mới xuống xe để mình đi về Lâm Đồng. Lần này thì mình sẽ đi đến Đắk Lắk thôi, thì ở đấy mới có xe chất lượng cao để thì về Lâm Đồng. Chứ nếu đi Đắk Nông thì rất là gần, nhưng mà đường đó thì toàn những cái xe nhỏ, đi đường rất là vất vả. Một đêm rồi mọi người, qua thì lúc bắt đầu tối là địa phận của tỉnh Hà Tĩnh. Giờ là 5:30 sáng.
xe Đông Hải đang đi đã đến thành phố Kon Tum. Nhưng mà cung đường này là cung đường tránh bên ngoài. Ở đây thì chỉ có các cái nương rẫy chứ không là khu dân cư. Cái địa hình ở đây tương đối là đẹp, đất đai cũng rất là tốt. Ở đây mọi người chủ yếu là trồng cao su là nhiều, bởi vì cái đất Kon Tum này là đất muối nên nó chỉ hợp với cây cao su là chủ yếu, hoặc là người dân sẽ trồng cây bời lời. Giờ thì xe đã đi sang đến nhé địa phận của tỉnh Gia Lai rồi. Đây là thuộc địa phận của huyện Chư Pả. Và khu vực này thì Đồng Hải tương đối là thuộc, bởi vì trước đây anh trai mình đã hy sinh ở tại mảnh đất này. Mình cũng bỏ mất mấy tháng để đi vào trong này đi tìm mộ của bác. Thì do đó mình tương đối là thuộc khu vực này. Thì các dân bản ở đây cũng rất là quý Đồng Hải, thì đi vào đây để đi tìm mộ. Sắp tới sẽ là đến cái chỗ khu vực anh trai mình mất, nhưng mà cách đường này khoảng độ mười mấy km ở trên cái đường quốc lộ 14 cũ. Xe đã đang đi vào trong nhà trung tâm của thành phố Pleiku. Con đường ở đây bây giờ cũng rất là đẹp. Phía bên tay trái đầu ngoài là con đường để đi vào trong sân bay. Giờ thì Đồng Hải đã xuống dưới Đắk Lắk để đón xe đi quay về sang Lâm Đồng, tạm biệt chuyến xe Lào Cai Sài Gòn. Rồi xong Đồng Hải cũng định đi xuống dưới Sài Gòn để quay lên để đi xe nó tiện hơn, nhưng mà người đã rất là mệt rồi nên Đồng Hải xuống đây. Đi nhá. Đồng Hải đang đứng ở ngã ba của quốc lộ 26 và quốc lộ 27 của Đắk Lắk. Đấy, con đường phía bên tay trái kia là con đường để đi lên trên thành phố Buôn Ma Thuột. Còn phía bên này là đường đi Ninh Hòa. Bây giờ thì Đồng Hải đón xe đi theo quốc lộ 27. Đây là con đường để đi sang bên Lâm Đồng. Từ đây về dưới nhà của Đồng Hải còn 300 km nữa cơ. Thật sự cũng rất là mệt rồi. Mấy ngày nay rong ruổi trên đường từ Hà Giang đi Phú Thọ, xong rồi từ Phú Thọ vào đến Đắk Lắk tương đối là mệt. Mà Đồng Hải vừa trải qua những chặng đường rất là dài từ trong Lâm Đồng này để đi ra, rồi đi lên ngược trên vùng cao nữa. Tôi mong làm sao mà có xe nào thật sớm nhất để đi về. Rất là sốt ruột công việc ở bên nhà. Chờ đợi mệt mỏi quá thế là Đồng Hải là phải đi lên cái xe công ty này đi sang bên Đà Lạt, rồi mình lại đi từ Đà Lạt mình về. Thật sự là một chuyến đi hết sức là mệt mỏi, biết bao nhiêu chặng xe. Xe này cũng không về đến Bảo Lộc mọi người, chỉ ra đến Đà Lạt thôi. Một chặng mình chạy từ Hà Giang về đến Phú Thọ, chặng từ Phú Thọ đến Đắk Lắk cũng
biết thế, hôm nay mình nằm ngủ một giấc nữa xuống đến Sài Gòn thì giờ này sắp đến Sài Gòn rồi. À, nó đỡ mệt hơn mà đỡ tốn cả tiền nữa. Đường từ Đắk Lắk sang bên Lâm Đồng. Mấy ngày vừa rồi thì Đồng Hải đi cung đường Hà Giang Yên Minh, nhưng mà hôm nay thì trải nghiệm cung đường này thì cũng không kém phần so với cung đường của phía Bắc, thậm chí có nhiều đoạn vừa xong còn cua hơn rất là nhiều. Thật sự là một chuyến đi bão táp luôn, có 2000 cây số mà trải qua chuyến xe sắp sửa tới nữa là xe thứ tư thì Đồng Hải sẽ kết thúc được cái chặng đường đi hôm nay. Đây là con đường từ trên Đà Lạt xuống, còn đây là đường đi xuống dưới Sài Gòn, đây là con đường đi lên kia cao tốc. Thật sự là cũng rất là mệt. Chắc là chỉ tầm có độ 3 tiếng nữa thì Đồng Hải sẽ kết thúc cái hành trình của chuyến đi 2000 cây số này. Các bạn ạ, hiện giờ thì Đồng Hải đã lên chuyến xe thứ tư của cái cuộc hành trình này rồi. Vừa xong thì mình đã đến vòng xoay của Liên Khương và đã lên xe của Phương Hải đi về Bảo Lộc. Thật sự là cũng rất là mệt mỏi, 2000 cây số mà chuyến xe này mình đi cái những cái chặng đường quá kinh khủng. Bây giờ thì chắc là chỉ tầm khoảng 10 giờ đêm thì mình sẽ về đến Bảo Lộc và sẽ kết thúc của hành trình chuyến đi. Đây mọi người ạ, hôm nay lên xe rất là vui nhá. Khi thấy Đồng Hải nói chuyện với bà xã là cả ngày hôm nay chưa ăn cái gì, nên là một bé kia đem bánh tặng cho ông này đấy. Đâu rồi bé? Con vẫy chào nào. Con vẫy chào khán giả nào, đi. Thế đây nào, ông hỏi nào. Thế đây ông hỏi tí nào. Con tên gì? Gần đây với ông. Thế đây gần đây. Thế con tên là gì nào? Ôi con xấu hổ rồi. Ông cho con lên TV nhá. Con mấy tuổi rồi?
Ôi trời ơi, thế mà ngoan quá, biết đem bánh cho ông. Ông đi làm du tốt con ạ, ông đi làm thiện nguyện giúp đồng bào khó khăn. Đấy, rất là vui mọi người ạ, mọi cháu bé rất là kháu khỉnh như này cơ mà. Đấy, cháu bé rất là xinh, đem tặng bánh cho ông. Ông đi 4 ngày nay, 3 ngày nay trên xe ô tô rồi đấy, từ Hà Giang vào đây. Đấy. Ngoan thế chứ. Đấy, hiện giờ thì xe đang đợi đón khách tiếp sao ấy. Tiếp một lúc nữa thì mình lại khởi hành. Bây giờ là 21:30. Đồng Hải đã về đến ngã ba đường rẽ vào trong nhà. Đấy, từ đây nhà Đồng Hải còn tầm khoảng độ 200m nữa. Bây giờ vợ mình mệt rồi nên mình không gọi vào vợ ra đón, mình cũng có đi bộ một chút. Thế là đã kết thúc một cái cuộc hành trình cũng tương đối là vất vả.